Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 21 Mơ Hồ Thất thân làm thiếp Mọi việc thật khó hiểu, nghĩ vậy nàng ngả xuống một bên liền ngủ thiếp đi. Kỳ thật, Phượng Cô cũng không có ý muốn tranh cãi với nàng. Hắn chỉ là trong lòng ảo não bản thân không hiểu tại sao đột nhiên lại có thể cùng một nữ nhân như nàng đàm luận được chứ. Nữ tử như nàng, hắn tuyệt đối không thích. Người hắn thích chỉ có Nguyệt Nhi, trừ ra Nguyệt Nhi hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có tình cảm với nữ tử nào khác. Chỉ có Nguyệt Nhi mới có thể hiểu được tâm tư hắn, mới có thể được hắn đối xử tử tế, mới có thể cùng hắn đàm luận chuyện đời. Thượng quan vãn thanh này, mặc dù là dung mạo tài hoa, cầm kỳ thi hỏa hơn người nhưng cũng không thể so sánh được với Nguyệt Nhi gớm nghe mà ghét PC dần đều. Đáng hận thay, nữ nhân đó đã sớm không thuộc về hắn. Mà hắn lại không bao giờ ngộ ra được rằng tình yêu không bao được bị ai ép buộc. Thư cố chấp mãi, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chỉ có cùng nhau tâm sự, cùng cảm nhận với nhau mới có thể thoát khỏi cảm xúc này. Nguyên bồn, hắn gọi vãn thanh lên cùng xe là muốn trừng phạt nàng khi nãy nhìn hắn mà lại dám quay đi đồng thời hắn phát hiện bên ngoài có người đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ những người đó nhìn qua không hề đơn giản khinh công cùng thuật theo dõi rất khá theo dõi lâu như thế mà bất luận không kẻ nào phát giác được phượng cô vừa lúc nhìn hướng theo ánh mắt vãn thanh lúc nàng nhìn về phía rừng mới phát hiện trong rừng có gió thổi bất thường vì vậy kéo màn xe lên xem đúng là cảm nhận được luồng khí theo dõi có thể thấy được bọn chúng vẫn không biết đã bị phát hiện phượng cô thầm nghĩ những kẻ theo dõi này nhất định cùng với thích khách hôm trước có liên quan vì vậy hắn cố ý cho gọi vãn thanh lên ngồi cùng một xe để cho bọn chúng thấy rằng hắn sủng ái nàng tìm cơ hội để hạ thù nàng tạo điều kiện cho hắn theo dõi lại bọn chúng tìm được kẻ cầm đầu đứng sau bọn người này nhưng bắt gặp khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh của nàng hắn hốt nhiên quên cả việc trừng phạt nàng lẫn kế hoạch kia mà chỉ nhất mực muốn ngồi chung với nàng hiện tại hắn thập phần an tâm trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp có lẽ là bởi vì nàng không hề cao ngạo, âm thanh ôn hòa với hắn. Mở mắt ra thấy nàng đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt thơ ngây thuần khiết như trẻ con, đột nhiên phát hiện ra tay nàng vô cùng mềm mại, trắng trẻo, da thịt trắng nõn, không có một tì vết, bất quá có vẻ hơi xanh sao, không đủ hồng nhuận. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một làn da mềm mại, trắng trẻo đến thế, mà nàng lại chưa bao giờ dùng son phấn, thật đúng là trời sinh mỹ lệ tay của hắn vô thức hướng về phía da thịt trắng ngần, tinh tế vuốt ve làn da ấy. Trong lòng thầm nghĩ, thứ lụa hào hạng nhất mới có thể so sánh với làn da này. Vãn Thanh ngủ không sâu, thấy hắn đưa tay trên người mình, giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, nhìn về phía hắn vẫn thấy hắn giả vờ ngủ say, hai mắt nhắm chặt, nàng hoài nghi không hiểu mình có nằm mơ không. Thật kỳ quái, nàng rõ ràng cảm thấy có người mới vuốt qua mặt mình, cảm giác thật đến như thế trong xe này, ngoài nàng và phượng cô ra không còn ai. Vãn thanh hồ nghi nhìn về phía hắn, hắn vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, xem ra có lẽ không phải hắn. Ngẫm nghĩ một chút, chắc cũng không phải là hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng như vậy chắc không coi trọng nàng, bởi nếu hắn coi trọng nàng, không việc gì phải lén lút như thế. Thời tiết vãn xuân có chút lạnh, vừa tỉnh dậy, vãn thanh cảm giác có điểm lạnh, liền kéo chặt xiêm áo lại nhìn hết sang trái rồi phải thấy có giường chăn bong ấm áp nhưng lại bị phượng cô rửa hết lưng lên hắn vẫn ngủ không hề mở miệng cho dù là ai cũng không dám đánh thức hắn cũng không qua xem trọng vật chất ngồi trong xe ngựa cũng có thể ngủ say sưa được thật ra cả ngày đã đi trên đường dù thân thể cường tráng thế nào cũng đã thấm mệt nàng lạnh quá nhịn không được dùng mình một cái nhìn về phía hắn hắn vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào của việc tỉnh giấc vì vậy nàng miễn cưỡng đưa tay lôi một góc chăn bông. a, à, lôi được một góc rồi, tâm tình nàng vui vẻ liền vội vàng lôi lôi kéo kéo tiếp, muốn lấy cả tấm chăn ra khỏi lưng hắn. ai ngờ vừa lôi được một góc đó, thấy phượng cô xoay người, tưởng là hắn tỉnh, nàng bỗng hoảng sợ, nhưng may là hắn chỉ xoay người, hai mắt vẫn nhắm như cũ không hề có dấu hiệu tỉnh lại. nhưng mà nàng thật sự là rất lạnh a, à, không thể chịu nổi, vì vậy lại một lần nữa nghiêng người để kéo nốt góc chăn. Ai ngờ lần này Phượng Cô xoay cả người một cái, thân thể đang nghiêng nghiêng kéo chân của nàng bị một phen hoảng sợ liền ngã nhào xuống. Không kịp suy nghĩ, hắn thân thể vừa chuyển động, tay tự nhiên đưa ra đỡ lấy nàng, ôm trọn lấy nàng. Vãn thanh sợ đến ngây người, mắt nhìn chầm chầm vào người vừa đỡ lấy mình. Thân thể nàng cứng nhắc, dù chỉ là một cử động nhẹ cũng không dám, gần như bất động, hắn cũng hương ánh mắt gắt gao về phía nàng, vãn thanh tựa hồ cảm giác không thở nổi nàng trong bụng nghĩ chờ cho hắn quay đi, ai ngờ rằng hắn càng giữ chặt hơn, nhất quyết nhìn chăm chăm vào hướng nàng, dần dần mặt hắn tiến gần tựa vai nàng, sát gần mặt. Hơi thở phả ra đều đều ấm áp về phía nàng, cả người nàng rung động. Toàn thân nàng nổi lên da gà, trên mặt một màu đỏ bừng hơn mặt trời. Bản thân lại không dám cửa quẩy, sợ gây ra tiếng động hắn sẽ thức dậy, nghiễm nhiên tạo ra một tư thế miễn cưỡng, thiếu tự nhiên, có phần mập mờ ám muội Hé hé ha ha. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, trên vai nàng, nam nhân kia đang mở tròn đôi mắt đầy nét kỳ lạ, miệng thì cười gian hàm chứa đầy quỷ kế, trong đôi mắt phượng thập phần tà khí, khoe miệng khẽ nhếch lên, toàn thân tràn mùi vị của tà mị, hết sức rộ rỗ. Phượng cô cứ giữ nguyên tư thế tựa trên vai nàng, người thấy từ tóc nàng truyền đến một mùi thơm ngát sao xuyến, quyến rũ lòng người. Do nàng hơi cửa quậy nên những sợi tóc nhỏ khẽ bay cọ vào vành tai hắn rõ ràng là vừa rồi hắn dựa trên người nàng, giờ đã đảo một cái ôm nàng. Ánh mắt hắn mềm nhũn, trong lồng ngực tiếng tim đập liên hồi. Nghĩ qua nghĩ lại, nàng an tâm, khép mắt nhẹ nhàng tìm đến giấc ngủ, dù gì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy qua. chương 22, ám nhẫn. Thất thân làm thiếp. Phượng cô ngủ được, vãn thanh không tài nào ngủ được. Tự nhiên bị đè lên người có đè cô ý nghỉ, không hề có dấu hiệu sẽ được buông ra đến Phật cũng phải nổi nóng. Ban đầu nàng còn có phần xấu hổ, không dám cựa quẩy, dần dần tư tưởng bình tĩnh khẽ xoay người, càng cố thoát ra không được càng tức giận. Nàng cho tới bây giờ không phải đều là nhẫn nhục chịu đựng sao, luôn thể hiện bản thân là một người không có chủ kiến, từ ngày bước vào phượng vũ cửu thiên, vãn thanh vì không muốn gây chuyện luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Còn che giấu sự oán hận mà nàng dành cho hắn. Chỉ mong muốn một cuộc sống thanh tĩnh. Ai ngờ mong ước nhỏ nhoi đấy cũng không thể thực hiện, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, luôn bị người ta chèn ép, gây khó dễ. Càng nghĩ càng buồn, cố xoay đầu, ngữ khí hơi giận nói, ra, ngài đè lên người thiếp. Phi lễ chớ nhìn, dấu lớn, ra, ngài đè lên người thiếp. Nói liền ba lần, mà người nào đó căn bản là không có dấu hiệu nghe thấy. Cắn răng một cái, quát to một tiếng, ra, người đè lên ta một tiếng quát này, không phải chỉ có Phượng Cô nghe thấy, mà toàn bộ đoàn người đi cùng cũng nghe rõ ràng không sót một tiếng nào. Với Phượng Cô mà nói, đây là giấc ngủ an ổn nhất mà hắn từng có, hắn mở mắt ra, nhìn nàng một chút, thân thể co duỗi ra, tay cũng tiện thể duỗi ra, cả thân vãn thanh rơi xuống, tách rời thân hắn ra, hắn lơ đễnh hướng ra bên ngoài nói, dừng chân tại đây thôi, trời sắp tối rồi. Rồi sau đó như thế bên cạnh không có ai tồn tại, xe ngựa vừa dừng liền phi thân xuống đất vãn thanh ngồi đó trong mắt hắn tựa như là không khí phần về vãn thanh thân thể bị hắn đè nặng lại rằng co hồi lâu vô cùng khó chịu lại bị phượng cô đẩy ra một cái toàn thân xương cốt ê ẩm nàng vừa giận vừa tủi tên phượng cô thật không phải là người nữa thiên hạ nói hắn nửa lang sói nửa hồ ly rào hoạt tàn nhẫn của không sai vừa rồi nàng còn sợ hãi là nếu đánh thức hắn dậy cả hai sẽ mất tự nhiên chưa từng nghe qua nam chính nào ra mặt lại mỏng di ai rè hắn căn bản là lãnh huyết không hề biết gì là xấu hổ tâm trạng nhàm chán thì đem người khác ra tán gẫu lúc này đủ rồi liền vứt người khác qua một bên nàng đành chịu đau đớn nằm yên trên xe chờ cho cơn đau âm ỉ trôi đi màn xe đột nhiên vén lên ánh mắt song nhi lo lắng nhìn nàng tiểu thư người không sao chứ vãn thanh khẽ cười một tiếng không có việc gì nhưng đúng là có chỗ không ổn vừa rồi ngồi quá lâu toàn thân tê cứng ta muốn ngồi chờ cho hết tê người không có việc gì là tốt rồi song nhi ở bên ngoài lo lắng gần chết mà không dám tiến lên để hỏi song nhi vừa nói vừa thuận tay xoa bóp hai chân cho vãn thanh trợ giúp máu tuần hoàn vãn thanh được song nhi xoa bóp tuy hơi đau nhưng cũng cố cười người điểm nhẹ thôi tiểu thư vẫn còn cười được Chân của người thành ra thế này mà vẫn cười được, trông người cười thật khó coi, còn muốn cười cho ai coi nữa đây. Song Nhi nhìn nàng nói một hơi, không để ý thấy nàng cười mà như muốn khóc. Bị nàng nói như thế, nụ cười vừa cố nặn ra của Vãn Thanh biến mất. Kỳ thật, lúc này sao nàng còn có thể cười được đây? Chẳng qua là cố làm bộ vui vẻ, không muốn cho Song Nhi lo lắng quá, không nghĩ tới lại bị Song Nhi nhìn ra. Thật sự không có việc gì nàng nhẹ nhàng nói mà thật sự vừa rồi hắn đối xử với nàng so với trước kia có vẻ khá hơn hoàn toàn không có gì bất ổn dù sao nàng không bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc nào cả tiểu thư người không cần an ủi song nhi là song nhi vô dụng song nhi không bản lĩnh ngay cả lúc tiểu thư gặp chuyện song nhi căn bản cũng chịu bó tay chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn song nhi chỉ là nghĩ nếu tiểu thư có gì tuổi thân muốn tìm người một người tâm sự thì song nhi sẽ cùng tâm sự với người giọng của song nhi mang theo vài phần ảo não vừa nói vừa nghẹn ngào đôi mắt cũng đỏ song nhi vãn thanh nhất thời xúc động hướng qua ôm lấy nàng đúng vậy lúc này chỉ có song nhi mới có thể làm nàng an lòng trở lại đợi cho song nhi thôi khóc cả liền nhìn ra ngoài xem xét tình hình nơi này tuy là rừng núi hoang vu nhưng chính bản thân phượng cô đã đi thăm dò bên ngoài đoàn người ngựa đều nghiêm chỉnh theo lệnh hắn cắm lều trại xem ra là để cho hai người bọn họ ngủ an toàn hai cái lều một lớn một nhỏ không cần phải nói nàng cũng biết lều lớn là của phượng cô vãn thanh bước vào lều nhỏ nàng vén rèm lên bên trong lều thập phần sạch sẽ nhưng lại sợ bẩn liền ngồi lên một tấm đệm cảm giác thật thoải mái tinh thần buông lỏng cả thân thể cũng vô cùng thoải mái xe ngựa tuy là loại tốt đường tuy rằng bằng phẳng nhưng vẫn không tránh được sự sóc này ngồi lâu vô cùng mệt mỏi nàng buông lỏng gân cốt chỉ nói nếu có thể tắm nước nóng thì thật tốt. Nàng đã qua hai ngày không tắm, tuy thời tiết này không ra mồ hôi, nhưng cơ thể vẫn không có được sự nhẹ nhàng sảng khoái. Nước tắm hiện giờ không có, bất quá là có một món ngon nóng hổi mang cho người đây một con thỏ rừng. Dã man quá, ăn thỏ à. Người chưa thấy mà tiếng đã tới, thân người nhỏ kia mang bộ hồng y như hỏa là hồng thư, trong tay cầm một con thỏ đã quay vàng ươm nóng hổi. Mô Phật, cún không dám edit nữa mất vừa rồi không hề cảm giác đói bị mùi thơm từ tay hồng thư quyến rũ bụng vãn thanh tức thì đói vãn thanh cười một tiếng hồng thư cô nương quả đúng là mang mưa đến đúng lúc trời hạn biết chúng ta đang đói bụng a à? cái gì là mưa đúng lúc song nhi không hề đói song nhi không thèm nhìn về phía hồng thư ngữ khí không vừa lòng nói vãn thanh nhìn về phía nàng trêu ghẹo nói sao lại phản ứng thế ai chọc song nhi nãi nãi của chúng ta à? Không ai chọc ta, song nhi thờ hồn hền nói. Sao có thể trách ta à? Ta bất quá cũng chỉ là thân phận nô tỳ, chuyện của gia, làm sao có thể đến tay nô tỳ chúng ta nhúng vào được. Hồng Thư sắc mặt vừa hăng hái chợt mất liền trở nên xám xịt. Vãn Thanh vừa nghe, liền biết chuyện gì xảy ra. Xem ra, là bởi vì nàng khiến Hồng Thư bị liên lụy, song nhi cũng có phần quá đáng hồng thư có thể giúp đỡ nàng như thế đã là không tệ vì vậy nàng liền nghiêm mặt nói song nhi ngươi nếu là đùa vui thì ta bỏ qua nếu cho là thật uổng công ta dạy dỗ ngươi song nhi thấy vãn thanh tựa hồ có điểm tức giận cũng biết hành vi của mình quá đáng vì vậy hạ thấp thanh âm tiểu thư người đừng giận là song nhi không tốt nói xong lại chuyển hướng qua hồng thư hồng thư song nhi thật có lỗi hồng thư nhất thời bất ngờ cúi đầu nói không trách ngươi, kỳ thật ra làm như vậy ta cũng có điểm không đồng ý. Tốt lắm, chúng ta nhanh ăn một chút gì đi, ta thật sự đói bụng quá rồi. Vãn thanh vội giảng hòa cho hai nàng, vì vậy cả ba vui vẻ cùng ăn. chương 23, Tà Phong Thất thân làm thiếp Nửa đêm lúc đang mơ hồ ngủ, vãn thanh chợt thấy trên vai bị một người điểm huyệt. rồi sau đó bị con người tàn bạo đó vắt ngang người nàng trên vai khởi chạy. Vãn thanh trong đầu giật mình, định bụng hô hoán lên, miệng nhấp nháy mới phát hiện ra căn bản nàng kêu không nên lời, toàn thân không thể nhúc nhích dù là một điểm. Trong bóng tối mù mịt, đột ngột trí nhớ trong đêm hôm đó lùa về hiện lên trong đầu nàng, nàng hoảng sợ, toàn thân không ngừng cố dãy giụa, ánh mắt mở thật lớn, cố gắng nhìn rõ bộ dạng của người kia. Nàng biết giờ phút này không thể sợ hãi, càng sợ hãi càng sẽ chỉ càng khiến cơ hội tự cứu lấy mình bị bỏ mất. Cố gắng hít thở thật sâu, Bắt buộc bản thân phải từ từ bình tĩnh, tỉnh táo. Nàng phát hiện người này không phải Phượng cô, bởi trên người hắn không có mùi đàn hương mà Phượng cô vẫn có, mà người này mang theo mùi thanh tùng. Nàng vốn trong tâm cứ nghĩ là do Phượng cô, có thể mặc kệ hắn muốn làm gì cũng không sợ. Nhưng hỏa vô đơn chí, đây không phải là hắn a. Tên hắc y nhân khiêng người đi, rồi sau đó biến mất trong rừng rậm mà Phượng cô cùng cả đoàn thị vệ không một người phát hiện ra chuyện này thật đáng buồn cười. Bất quá không thể trách được, bởi tên hắc y nhân này tự hồ có chuẩn bị kỹ càng rồi mới hành sự, đoán chắc thời điểm bọn thị vệ thay ca mới hành động, hơn nữa khinh công siêu phàm, trong thời gian thị vệ thay ca ngắn ngủi mà đã có thể tẩu thoát, cũng không kinh động dù là một mảng lá cây. Một tia cơ hội dành cho nàng cũng không hề có, liền sau đó đã bị hắn mang đi. Chờ cho đến lúc hắn dừng lại, không biết là đã bao xa. Vãn Thanh không muốn cũng biết rằng Phượng cô cùng đoàn người đã ở rất xa nàng. Vì Hắc Y Nhân khinh công thập phần siêu phàm, chạy trốn so với kẻ nào cũng nhanh hơn, lại trong thời gian dài đến vậy, nàng đoán qua chắc cũng đã cách xa hơn 10 dặm. Hắc Y Nhân kia đưa nàng hướng tới một đống rơm rồi sau đó tự nhiên tháo miếng khăn đen che mặt xuống. Lộ ra một khuôn mặt trẻ tươi, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, xem ra tuấn tú như mặt trời, thập phần tuấn khí giờ phút này vẻ mặt đắc y nụ cười của hắn không làm cho người ta có cảm giác chán ghét vãn thanh nghĩ người này bắt mình nhưng tại sao nàng không nhìn thấy trên mặt hắn có chút ác ý gì của nhiên là kỳ quái thấy hắn hướng tới phía nàng điểm nhẹ hai huyệt thượng giải huyệt nói cho nàng nàng chưa kịp hỏi hắn điều gì hắn đã lên tiếng yên tâm ta sẽ không đối xử tệ với ngươi vãn thanh buồn cười thế nào là sẽ đối tốt với nàng đã bắt nàng đưa tới đây còn nói là sẽ không xử tệ ư hành động và lời nói không có chút ăn khớp gì cả vì vậy nàng hỏi tại sao lại bắt ta hắn cười có người dùng tiền thuê ta bắt cóc ngươi bắt cóc vãn thanh nhớ ra từng nghe nói qua một người vậy hình như rất giống hắn giang hồ hiệp trộm danh xương tà phong đến cô bóng đi cô tiếng khinh công thiên hạ ít người sánh kịp chưa từng thất bại Muốn vật gì là lấy được vật ấy, nhưng từ trước đến giờ hắn có một điểm là chỉ trộm của nhà giàu, không lấy của nhà nghèo, chỉ lấy vàng bạc, không lấy lương thực. Cho nên những kẻ nhà giàu khi nghe tên hắn đều cực kỳ thống hận, thậm chí thượng quan gia cũng đã từng bị hắn trộm một vài bảo vật. Bất quá thượng quan hoàng sợ bị thiên hạ nói hắn làm quan bất nhân, thu vén nhiều của đút, sợ bị truy cứu nên đành đau lòng giấu chuyện bị trộm kia xuống. Trong lúc này phải không được lộ ra sợ hãi. Nàng liền thử dò xét, ngươi là Tà Phong. Hắc nam nhân giật mình quay đầu lại, cất tiếng hỏi kinh ngạc, ngươi biết ta? Vãn Thanh ban đầu còn mơ hồ, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì khẳng định chắc chắn đây là tên trộm Tà Phong, biết rõ được hắn rồi, nàng cũng có phần nào yên tâm hơn. Ta không nhận ra, chẳng qua là đoán thôi, nhìn vẻ mặt ngươi như thế thì chính là Tà Phong rồi. Chỉ là không hề nghĩ tới, thiên hạ đều nói Tà Phong ngươi là một người có sĩ khí ta hoàn toàn không nghĩ ngươi lại là một tên bắt cóc phụ nữ. Nàng nói một mạch, sau đó cố ý thở dài một hơi, liếc mắt nhìn trộm hắn xem phản ứng của hắn ra sao. Chỉ thấy hắn cười một tiếng, còn tưởng rằng hiệp nghĩa chi sĩ kẻ tự coi mình là hiệp sĩ giúp đời coi trọng nhất tên tuổi. Ai ngờ tên tà phong này căn bản không thèm để ý, vẫn cười hì hì nói, ta từ trước tới giờ chưa bao giờ nhận mình là hiệp khách nghĩa chi sĩ. Bất quá danh hiệu đó chỉ là do người đời gọi thế thôi, ta chỉ là một tên trộm nho nhỏ, còn có thể xưng tên tuổi với ai. Đúng là bắt cóc một nữ tử như ngươi là cô hay, nhưng ai bảo ngươi là nữ nhân của Phượng Vũ Cửu Thiên Thiếu Trang Chủ. Mà ân nhân của ta lại muốn bắt cóc ngươi. Hắn vừa nói vừa rung đùi đắc ý, vẻ mặt khi thì kinh hoàng, khi thì tiếc hận, trái lại với vẻ mặt là lời lẽ nói năng hùng hồn, quả nhiên là rất sinh động. Chỉ tiếc, lời hắn nói vãn thanh tuyệt đối không muốn nghe. Hắn dứt lời lại bỏ thêm một câu, bất quá ngươi yên tâm, ân nhân ta là người tốt, sẽ không hại ngươi đâu. Ân nhân của ngươi, ai là ân nhân của ngươi? Vãn thanh có điểm tò mò, người muốn bắt nàng là người phương nào? Không thể nào nghĩ được ân nhân của Tà Phong là người tốt được, bởi nếu hắn là người tốt thì không đời nào bắt cóc nàng để đối phó với Phượng Cô. Có điều này ta sẽ nói cho ngươi, cùng lắm ba ngày sau ngươi sẽ được gặp ân nhân. Tà Phong mặc dù thoạt nhìn thì tiêu táo nhưng cũng có phần nghiêm túc. Hắn không nói, Vãn Thanh cũng không cố hỏi nữa, nàng lặng lặng ngồi ở một góc nhìn ra bầu trời ngoài của số, trời vẫn còn tối đen như mực. Trái lại tà phong lại không nhịn được, hắn là người nếu không thích sự yên tĩnh, bình thường ngồi một lúc là không chịu được, giờ phút này bên cạnh có một người mà lặng lặng nửa câu cũng không nói khiến hắn thập phần khó chịu. Vì vậy, liền mở miệng lên trước, ta về cho ngươi nghe chuyện cười nhé. Tuy là hắn hỏi nhưng không chờ vãn thanh trả lời hắn đã thao thao bất tuyệt bắt đầu, hiển nhiên là không muốn vãn thanh ngừng lời hắn trước đây có ba người đi đến tạp hóa mua đồ chủ hàng hỏi người đầu tiên người muốn mua cái gì người đầu tiên trả lời ta muốn mua một bao lạc là đậu phộng ạ à. chủ hàng liền đi vào kho hàng cầm một bao lạc ra cho hắn chủ hàng lại hỏi người thứ hai người muốn mua cái gì người thứ hai trả lời ta muốn mua một bao lạc chủ hàng khó chịu tại sao ngươi không nói sớm chủ tạp hóa đã có điểm bực mình nhưng vẫn phải đi lấy, bèn gọi thê tử cùng đi xuống kho. Trước lúc đi xuống kho, lão hỏi người thứ ba, người cũng muốn mua một bao lạc hả? Người thứ ba nói, không phải. Lão chủ tạp hoa liền xuống lấy một bao lạc cho người thứ hai sau đó cũng thê tử quay lên. Sau đó lão liền hỏi người thứ ba, vậy ngươi muốn mua gì? Tà Phong nói đến đoạn này quay đầu về phía vãn thanh hỏi, người đoán người nọ muốn mua cái gì? Vãn Thanh vốn không muốn để ý đến hắn, vì vậy từ đầu đến cuối không nói năng gì, thấy hắn hỏi nàng cũng không đáp, ai ngờ hắn không tức mà cũng không giận, hướng tới mặt nàng tự nói câu trả lời, người thứ ba nói, ta muốn mua hai bao lạc. Hay hay, ha ha ha. Hắn vừa nói xong, Vãn Thanh rốt cục không nhịn được cười, quay ra nhìn hắn một cái, vẻ mặt cố tình làm giận dữ không còn giữ nổi nữa. Tà Phong thấy nàng cười một tiếng, trong lòng cũng khẽ mỉm cười. Sau đó vui vẻ nói, ta kể chuyện cười thì không ai có thể không cười. Vãn Thanh thấy tâm trạng hắn đắc ý, vì vậy vội thu lại nụ cười, giả bộ lãnh đạm, cố ý đáp, ta chính là sợ nếu như không cười, chuyện cười của ngươi lại thành câu chuyện phiếm nhạt nhẽo. Ta chỉ là không muốn thế nên mới cười. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 24: Gợi lên lòng hiếu kỳ. Thất thân làm thiếp, ta đã nói sẽ không làm hại ngươi, ngươi có thể yên tâm hắn nói xong liếc mắt nhìn vãn thanh ai thanh oán khí ai oán nói ngươi xem ta ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng tiêu sái bất phàm chừng này rõ ràng là một công tử văn nhã làm sao có thể làm ra chuyện xấu xa hại người với ngươi ngươi yên tâm chưa hắn cứ thế tự biên tự diễn không quên hoa chân múa tay minh họa cho vẻ mặt vô cùng biểu cảm chỉ thiếu một cái quạt phe phẩy cho thêm phần thuyết phục đương nhiên trừ ra việc thỉnh thoảng hắn có đảo mắt liếc trộm vãn thanh còn thì thật sự giống như một tên phong lưu công tử. Vãn thanh đã lâu lắm không gặp qua người lớn vậy còn thích đùa kiểu trẻ con. Cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng trẻo sáng ngời, so với mặt trăng còn tỏa sáng hơn mấy phần, nụ cười tươi giói thu hút, làm cho tà phong mây ngẩn cả người. Thật lâu, mãi đến khi vãn thanh ho nhẹ một tiếng hắn mới giật mình khôi phục lại biểu hiện bình thường. Nhưng hắn không phải người có da mặt mỏng, một chút xấu hổ cũng không có, lại còn nói nhất định phải như vậy. nữ tử phải cười mới mỹ lệ động nhân. người nhìn, người nhìn, người chỉ cười một tiếng, mặt trăng cũng thẹn thùng, ta cũng mê mẩn. người này quả là kẻ thích ba hoa, nói mãi không ngừng, nhưng lại vô cùng có lý, làm cho người ta muốn phản bác cũng không thể. hơn nữa giọng lưỡi ngọt ngào, ba hoa bốc phét còn không quên tâm bốc, làm cho lòng người cũng thấy dễ chịu sao ta không gặp ngươi sớm để ngươi còn bị ta mê mẩn nhỉ? Vãn thanh cố ý hỏi, khóe miệng mình cười hỏi hắn. Hắn trượt chân một cái, bùm một tiếng, ngã thẳng vào đống rơm bên cạnh vãn thanh, khiến vãn thanh cười to một hồi. Tiếng cười giòn giã, quả nhiên là cực vui vẻ. Cuộc đời bao chuyện đến rồi đi, ai có thể nghĩ đến, buổi tối này, chỉ sợ là buổi tối vui vẻ nhất của nàng trong 16 năm qua. Từ trước đến giờ, mặc dù có cuộc sống cầm y ngọc thực, nhưng không có chuyện này sẽ có chuyện khác phát sinh, nàng chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như này. Cũng chưa từng có người nào, có khiếu hài hước giống như tà phong. Người này, thật đúng là có khiếu pha trò. Sau khi hắn ngã xuống, ngẩng mặt nhìn vãn thanh, chớp chớp cặp mắt to, rồi nói một cách khả ái, như này hẳn ngươi mê mẩn ta rồi. Ba hoa, vãn thanh cười một tiếng, trợn mắt liếc nhìn hắn, rồi sau đó tựa vào đống rơm, nhìn lên trên cao, cho tới giờ khác này, nàng mới giật mình nhận ra, từ trước đến nay, nguyên lai like không phải từ đêm bị Phượng Cô giờ trò đổi bại, thực tế là cuộc sống của nàng chưa từng dễ chịu. Tại thượng quan gia, nàng cố gắng làm một đứa con ngoan, luôn cao nhã mà rụt rè, khi những anh chị em khác đã đi ngủ, nàng vẫn còn đọc sách, khi những anh chị em khác đang chơi đùa, nàng lại học đánh đàn, khi những anh chị em khác đang dùng cơm, nàng đang học họa. Kỳ thật đúng như Tương Cầm nói, nàng không phải thiên tài, trên đời này, làm gì có thiên tài chân chính, nếu không đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm sao đạt được thành công? Đơn giản là nàng không phải con chính thất, muốn người khác coi trọng, muốn phụ thân để tâm đến nữ nhi như nàng, nàng chỉ có liều mình mang về cho phụ thân sự vẻ vang cùng danh tiếng. Có lẽ nàng ít nhiều đã hy vọng có được sự yêu thương từ phụ thân, nhưng rất nhanh sau đó nàng nhận ra, sự yêu thương của phụ thân được thành lập trên cơ sở những lợi ích mà ông có được, cho nên nàng càng không thể buông tay không thể khiến mẫu thân tiện lương của nàng không được phu quân của bà chiếu cố quan tâm mà điều duy nhất nàng có thể làm được là làm một đứa con có giá trị may mà nàng vốn là một người thích đọc sách tuy có lúc cảm giác buồn chán nhưng lâu dần thành quen ngươi làm sao vậy tà phong thấy vãn thanh đột nhiên có vẻ mặt lo lắng nhẹ nhàng sầu im lặng làm hắn cũng thấy buồn lây không có gì vãn thanh giấu suy nghĩ cũng không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy xót xa chuyện cũ. Mặt ngươi như thế còn nói không có chuyện gì, tà phong quay sang nhìn nàng, rồi bắt trước vẻ mặt nhăn nhó sầu bi của nàng. Mặt ta thật sự khó coi như vậy sao? Vãn thanh cười cười nhìn hắn. Đương nhiên, hắn tự nhiên nằm cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi han, ngươi tới cùng nghĩ đến cái gì, nói ta nghe một chút, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi giải quyết. Vãn thanh nhìn về phía hắn, cặp mắt to trong suốt đấy, trừ ra sự tò mò, có thật muốn giúp nàng giải quyết sự yêu phiền. Người khẳng định có thể giải quyết, nàng cố ý thần bí vạn phần mà lại vô cùng khẳng định nói, phảng phất đây thật là chuyện vô cùng khó làm, hắn cũng vô phương giải quyết. Trên đời này, làm gì có vấn đề nào mà tà phong ta không giải quyết được? Thật không biết là ngươi gặp chuyện lớn lao cỡ nào, gặp ta cũng đều xong hết. Tà phong vẻ mặt tự tin tràn đầy khoe khoang một phen. Sắc mặt vừa chuyển, vẻ mặt càng là tò mò dò hỏi, nói mau ta nghe một chút ra. Là chuyện gì? Không nói, vãn thanh cố ý không để ý tới hắn, khẽ nhíu mày, tựa vào trên đống rơm, giả vờ ngủ say. Chính là trong lòng biết tà phong nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mục đích của nàng, chính là muốn hắn không chịu bỏ qua, nhất định hỏi đến cùng. Có vậy kế hoạch của nàng mới thành công. Uy, người nói trước đi rồi ngủ cũng chưa muộn a. À làm người khác quan tâm lại câu chịu nói rõ thật là vô nhân đạo tà phong vẻ mặt tò mò vãn thanh một mực từ chối biết là càng khiến hắn tò mò hơn vãn thanh không trả lời hắn như trước ít mắt ngủ đương nhiên đây không phải ngủ thật mà là giả vờ Người thật sự không nói a à. tà phong thấy thế lại hỏi một câu thanh âm có nửa phần làm nũng vãn thanh mặc dù nhắm mắt lại vẫn có thể rõ ràng tưởng tượng ra bộ dáng hắn hiện có không nói nàng lại rõ ràng lưu loát trả lời còn không quên chờ mình quay lưng về phía hắn vãn thanh hắn hốt nhiên gọi thẳng tên của nàng còn cố ý gọi một cách thân mật vãn thanh chưa bao giờ cho nam tử gọi tục danh của nàng lại thân mật như vậy nhất thời toàn thân nổi da gà cái này tà phong thật đúng người vô sỉ hắn gọi nàng như vậy cũng không cảm thấy nửa phần xấu hổ đừng quên mặc dù hôm nay vẫn thái bình nhưng bọn họ vẫn là hai bờ chiến tuyến. Còn cố tình gọi thân mật như thế. Mở mắt ra, hung hăng chừng mắt nhìn nam tử bên cạnh. Cố tình hung tợn nói, không được gọi tục danh của ta. Thế gọi như nào, hắn chớp chớp mắt hỏi, như thể một chuyện kinh thiên địa nghĩa. Vãn thanh có điểm bất đắc dĩ, cười khổ một phen mới nói, người có thể gọi thượng quan vãn thanh, hoặc là phượng nhị phu nhân. Thượng quan vãn thanh, tên dài như vậy, mỏi mồm lắm ta gọi là tà phong, chỉ có hai chữ, sao bắt ta gọi ngươi tận bốn chữ. Còn như gọi phượng nhị phu nhân, nghe càng không được tự nhiên, ta không muốn gọi. Không biết vì sao, hắn nhất định không muốn gọi nàng phượng nhị phu nhân, liền chính hắn cũng không biết vì sao lại không muốn thế, nhưng lại không giải thích được. Có lẽ như câu tú tài ngộ đại binh, không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, đại khái như thế đi. Nhìn hắn ngụy biển, còn lôi được từng đấy lý do, thật khiến nàng bội phục. mươi 25, thân mật một tiếng hó hần. Thất thân làm thiếp. Được rồi, nhược bằng thế thì hãy gọi ta là thượng quan. Như vậy, người sẽ không thiệt thòi a à? Thượng quan cũng là hai chữ, hơn nữa nếu gọi như thế sẽ không thể hiện sự thân mật. Thượng quan, tà phong có vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, vãn thanh xác nhận gật đầu. Tà phong liền nhất mực lắc đầu, vẻ dương dương tự đắc, chậm rãi nói, chị e là cách gọi này cũng không được, tuy họ kép thượng quan tại Vân Quốc không nhiều, nhưng cũng không ít, nếu ta gọi ngươi là thượng quan, chẳng may quanh đó cũng có người mang họ thượng quan, khi đó sẽ gặp phiền phức cô cần thiết. Nói như vậy cũng có lý a. À. Lần này đổi qua thành vãn thanh thập phần ngạc nhiên. Bất quá vãn thanh sẽ không đôi co qua lại với hắn nữa, bởi nàng biết, vô luận nàng nói thế nào thì hắn cũng sẽ ngụy biện được. Tùy nhà ngươi, ngươi muốn gọi là gì cũng được. Tóm lại cũng chỉ là cách xưng hô, gọi như thế nào thì cũng thế thôi. Hắn thích gọi như vậy, cứ để cho hắn gọi. Thật sự là vô phương tranh cãi với hắn về vấn đề này. Tà Phong vừa nghe nàng nói thế, trên khuôn mặt gian tà nhất thời hiện lên một nụ cười rào hoạt. Rồi sau đó thần sắc biến đổi, làm bộ nũng nịu hướng về phía Vãn Thanh, "Vãn Thanh, Vãn Thanh, Vãn Thanh, nghe thế này thật hay, kêu thế này thật hay a." À vãn thanh nhìn bộ dạng xấu xa của hắn gọi thẳng tên nàng trong lòng không tìm được bất giác buồn cười khẽ gật đầu hay thì ngươi hãy tiếp tục gọi đi cũng không tồi vãn thanh vãn thanh nghe có cảm giác rất hay thấy vãn thanh dễ dàng chấp nhận vậy tà phong lại nổi lên cảm giác hăng hái hắn được voi đòi tiên nói không bằng vừa mở miệng ra nhưng lại không nói thêm gì nữa nhìn về vãn thanh tựa hồ chờ đợi nàng mở lời trước Ai ngờ vãn thanh cũng không nói chúng mưu hắn, chỉ nhẹ nhàng nói không có công bằng. Một câu nói khiêm khí thế của hắn hạ đi vài phần. Tà phong vẻ mặt bất mãn nói, như thế nào là không có công bằng đây? Người chưa hỏi như thế nào lại biết cái này là không công bằng chứ? Vãn thanh nhìn về phía hắn, vừa rồi còn vẻ mặt ra thoạt như thế, làm sao mà có thể nói ra những điều tốt mới lạ? Ta không muốn biết, mặc kệ là tốt hay không tốt, ta cũng không muốn biết. Nàng nói rành giọt lưu loát từng từ một chặn lời hắn. Tại vì lời nói bị chặn lại ở trong ít hầu thật sự là không thoải mái a, à, ta rất muốn nói ra. Miệng hắn mấp máy, như miệng hài tử. Vãn Thanh không để ý tới hắn, ánh mắt dần khép lại. Ai ngờ hắn nhanh chóng tiến đến bên nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng, "Thanh Nhi, a à, a, tên này, ca được, Phượng cô huynh còn chưa có gọi mà, ngươi dám?" Vãn Thanh hoảng sợ đến thẳng thẳng đứng cả người cái tên tà phong này đúng là lời nói dọa chết người à thanh nhi kiểu gọi này mà hắn cũng nghĩ ra ư thật đúng là phục hắn kiểu xương hô này trừ cha mẹ nàng gọi ra chưa từng có người nào gọi qua mà hắn mới qua hai canh giờ biết nàng mà cứ như thế gọi nàng người nào ngươi gặp ngươi cũng thân thiết tế sao nàng khẽ cười hỏi thoáng thấy tà phong nhướng mày trên mặt hốt nhiên trở nên thập phần đứng đắn bất quá Vẻ đứng đắn ấy khiến Vãn Thanh vô cùng buồn cười. Một người không đứng đắn như hắn bỗng nhiên trở nên đứng đắn luôn làm cho người ta có cảm giác là một đứa bé mặc xiêm áo của một vị đại nhân, nhìn kiểu gì cũng buồn cười. Nàng không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Tà Phong cố duy trì về mặt đứng đắn, chậm rãi nói kẻ hèn cũng không tùy ý đối tốt với người khác, chỉ có những người đối tốt với kẻ hèn. Nếu là người khác, muốn kẻ hèn cười một tiếng cũng khó hắn phát biểu rằng bản thân là một kẻ hèn, còn không quên nhắc chuyện ban đầu, quay ra nở một nụ cười đặc biệt với vãn thanh. Dưới ánh trắng, hai hàm răng trắng trói mắt, môi dày đỏ mỏng, vãn thanh đột nhiên nhớ ra bốn chữ môi hồng răng trắng. Bốn chữ này đối với hắn tuyệt đối không sai. Đối diện với kẻ rào hoạt nàng thành ra lại nói nhiều ư. Nàng tự nhiên muốn cảm tả hắn có con mắt nhìn người. Bất quá nàng không có mở miệng, trầm tĩnh lại như trước tà phong coi bộ không chịu nôi hướng về phía nàng hỏi ta nới thẳng ra như vậy người nghe không hiểu ý của ta sao vãn thanh cười một tiếng tâm tình vô cùng tốt thanh âm trong trèo đoan trang cười nói kẻ hèn không thông minh không nhìn được công tử tài cao không thể hội ngộ cùng công tử thật sự trong lòng hồ thẹn không thôi a à, hiển nhiên hắn không ngờ vãn thanh lại nới ra những lời này đúng là có điểm phản ứng vốn hắn cho là phàm là nữ tử nghe xong những lời này nếu không đỏ mặt xấu hổ thì là căm tức không thôi, không ngờ nghĩ đến nàng lại thông minh như thế. Mới ra nàng là tài nữ có tiếng, bản thân đứng trước mặt nàng huynh hoan những lời ấy, thật là múa búa trước mắt lỗ ban. Múa dìu qua mắt thợ, cún để nguyên bản câu thành ngữ của bản CV. Vì vậy cười một tiếng, Thanh Nhi tâm tính thông minh, lại không hiểu rõ ý ta sao. Cũng phải, Thanh Nhi là nữ tử, cũng khó tránh khỏi xấu hổ, ta đây có thể hiểu được. Hắn điềm tĩnh nói tự nhiên, vãn thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn trăng bên ngoài cửa sổ, người luôn tự nói tự trả lời thế sao? Ta đây không tự nói tự trả lời, ta chẳng qua là người thiện am hiểu ý thôi. Tà Phong vừa nói cũng hương ánh mắt của hắn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Ánh trăng mờ ảo mà sáng tỏ, luôn trầm tĩnh, u nhã, thần bí mà mê người. Xem ra ánh trăng kia có điểm giống nữ tử kề bên. Tà Phong thấy nàng không nói, cũng im lặng theo nàng, chợt nhớ ra nàng có điều gì định giải thích mà sao không nói. Vì vậy lại tiếp tục hỏi, ngươi vừa mới nghĩ tới chuyện gì, không muốn nói cho ta sao? Vãn Thành vẫn đưa mắt ngắm trăng, hỏi ngược lại, ta có nói muốn cùng ngươi nói chuyện sao? Nàng nói xong, lại cố ý tục một câu, nói nữa thì nói ngươi cũng là không có tài cán, chi bằng không nói. Nàng cứ nhàn nhạt, nhạt như vậy nói ra, đảo chân giống như thông thường. Tà Phong nhìn nàng lơ đãng như vậy, hướng về nàng nói như đinh đóng cột một câu, ta Tà Phong không tin trên đời này có chuyện nào mà ta không làm được, người cứ nói ra, mặc kệ là điều gì, ta đều có thể làm cho ngươi. Bộ dạng hắn thề son sắt khiến vãn thanh trong lòng bật cười. Bất quá, trên mặt nàng vẫn cứ duy trì bộ mặt lãnh đạm, nhìn hắn một cái, lại lắc đầu, bộ dạng muốn nói gì đó xong lại thôi, cuối cùng lên tiếng, thật ra, việc này e chừng sẽ làm khó ngươi hắn khẽ dùng mình nói mau tà phong ta không phải là người sợ việc gian khó điều gì cũng làm được nàng nhìn hắn hồi lâu rồi sau đó lưỡng lự hỏi điều gì cũng làm được hắn khẳng định ta bất quá chỉ là muốn ngươi thả cho ta trở về thôi nàng nhẹ nhàng mà nói trên mặt thể hiện sự khó khăn mặc dù lời nói rõ ràng nhưng mà do giai nhân thanh tú nói ra làm người ta thấy có vài phần khác lạ ngươi tà phong lặp đi lặp lại ngươi giật mình vì bị trúng mưu của nàng vòng vo một hồi cuối cùng là muốn hắn thả nàng vừa tức vừa buồn cười tả phong hắn bao lâu rồi chưa từng bị người ta trêu như thế đột nhiên hết lần này qua lần khác được tận hưởng cảm giác này mà lại từ một mỹ nữ mặc dù bị lừa nhưng hắn rất vui vẻ còn muốn khen nàng một câu thông minh hảo ta đưa ngươi về hắn sảng khoái đáp hắn đáp ứng dễ dàng thế vãn thanh không thể nào đoán a à hắn không phải nói hắn chỉ là người được sai đi bắt nàng sao? Như thế nào lại dễ dàng thả nàng đi như thế? Tà Phong nhìn về mặt nghi hoặc của nàng, cố ý không giải thích. Bởi, trong lòng hắn cũng đang có những tính toán của bản thân. chương 26, Vãn Thanh hơi giận. Thất thân làm thiếp, Tà Phong mang theo Vãn Thanh, trở lại khu lều trải. Nàng bị bắt đi, đúng là không có người nào hay biết mọi người đều nói thị vệ phượng ra đều là cao thủ, có ai ngờ rốt cuộc chỉ đến thế mà thôi. Một người còn đang sống sờ sờ bị bắt đi rồi lại mang trở về, chuyện khủng khiếp nhường ấy, vậy mà thị vệ đi theo không một ai nhận biết. Nghĩ kỹ thì có điểm không đúng. Nhìn thôi cũng thấy, những thị vệ của phượng gia hoàn toàn không phải loại công phu mèo ba chân, còn có tứ đại tỷ nữ võ công không phải loại tầm thường. Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu có lẽ chỉ là bởi vì nàng là loại tiểu nhân vật không có địa vị nên căn bản không có ai để ý tới nàng trong lòng nói không ra lời là thất vọng là khổ sở còn thêm chút chua sót lúc đi vào song nhi đang ngủ say chăn nệm đã bị nàng xô ra một nửa vãn thanh khẽ thở dài nhẹ nhàng đắp lại chăn cho song nhi buổi đêm trong rừng lạnh hơn bình thường rất nhiều nếu không chú ý sẽ bị cảm lạnh vãn thanh ngồi xuống cạnh song nhi làm thế nào cũng không ngủ được trong lòng có chút tâm sự ban đêm trong rừng vô cùng an tính gió thổi qua lá cây tạo ra âm thanh sàn sạt thật ra cũng có một ít giai điệu bỗng nhiên có người cầm đèn dầu tiến vào mặc một thân hoàng y là hoàng kỳ khuôn mặt lạnh lùng mà mỹ lệ dưới ánh đèn càng lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng trong tay cầm một cái đèn lồng đi sau còn có một người nữa người đi sau mặt mũi lạnh lùng mang theo vẻ tao nhã mà tuấn tà, dưới bóng đêm tăng thêm vài phần quỷ dị, vẫn như trước mị hoặc chúng sinh. Phượng nhãn híp lại nhìn nàng chăm chú, giống như nhìn thấu vật gì vậy. Đôi môi mỏng gợi cảm, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa có vẻ bạc tình bạc nghĩa, vừa có tà khí bức người, lãnh khốc vô cùng, tóc dài buông hờ hững trên vai, một bộ trường bào bằng tơ lụa màu đen tôn lên dáng người cao to đẹp đẽ. Vãn thanh than nhỏ, hắn thật mỹ nam tử trời sinh bất cứ lúc nào, đều vô cùng hoàn mỹ. Tự nhiên hắn đến tìm, không biết có chuyện gì. Nàng bị bắt đi rồi thả lại, thật là không có ai hay biết chút gì. Nhìn ánh mắt của hắn, nàng không tin. Khuya như vậy, tại sao chưa ngủ? Hắn hỏi, thanh âm hơi nặng, có vẻ như vừa tinh ngủ. Động tĩnh này, đã đánh thức song nhi, song nhi khẽ rụi mắt, còn chút ngái ngủ, tiểu thư, làm sao vậy? Mở mắt ra, thấy người trước mắt, bị dọa cho hoàng sợ, nhìn trái nhìn phải, nhìn một chút phượng cô, lại nhìn một chút vãn thanh, song nhi sợ đến nhảy dựng lên. Song nhi không biết phượng cô vì sao đêm khuya tới đây, nhưng cũng biết cái gì gọi là tôn ti trật tự, không dám hỏi đến, chỉ hành lễ, nô tỳ tham kiến thiếu gia. Phượng cô gật đầu, cũng không chú ý đến song nhi, ánh mắt nhìn chăm chú vãn thanh. Vãn thanh biết hắn đang chờ nàng trả lời, vì vậy nhẹ nhàng mà đáp, hai ngày này ngủ nhiều lắm, cảm giác không buồn ngủ, cho nên còn chưa ngủ, phu quân cũng chưa ngủ sao. Thật là rất nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, ôn ôn nhu nhu, như thể sợ phá vỡ bầu không khí yên lặng của màn đêm. Thật là không buồn ngủ sao, hắn lại hỏi, lông mi nhấc lên, đã thấy vài phần tức giận. Phu quân nghĩ sao, nàng hỏi ngược lại, nghe kiểu nói chuyện này, nàng khẳng định là hắn biết chuyện nàng bị bắt cóc. Nhưng nàng lại bình yên trở về mà một động tĩnh cũng không có, khiến cho hắn rất thắc mắc. Nếu hắn thật lòng không mảy may chú ý tới nàng, tùy ý nàng tự sanh tự diệt, thì đã chẳng phí công nửa đêm nửa hôm tới chỗ nàng. Nhưng hắn tới, lại mang theo thái độ không thiện trí chút nào, chỉ sợ chuyện không đơn giản như nàng tưởng tượng. Phượng cô khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, dùng đôi mắt Phượng chăm chú nhìn vào vãn thanh. Thấy vậy trong lòng nàng sợ hãi. Đột nhiên hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng hướng về phía mặt của nàng, nàng cả kinh, không biết hắn định làm cái gì, chỉ là bản năng, toàn thân như con thỏ nhỏ. Nhưng mặt đi, tránh né tay của hắn. Nhưng tay hắn chỉ chậm rãi phất qua tóc mai của nàng, rồi sau đó thu lại, lúc đưa về, hai ngón tay thon dài còn mang theo dơm dạ. Hắn cầm sợi dơm dạ ở trong tay khẽ vẩy vẩy, giống như đang chơi đùa, rồi nhẹ nhàng ném sợi dơm dạ về phía vãn thanh, khuê miệng khẽ cười nhạt mỉm mai, Đôi mắt vằn lên những tiêm máu. Thanh âm nhẹ nhàng từ miệng hắn đi ra, giống như lơ đãng, nhưng lại giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim người được hỏi, tạo ra hiệu quả kinh tâm động phách, đây là cái gì? Vãn Thanh nhìn về phía hắn, vốn dĩ cần phải sợ hãi, nhưng không biết bỗng dưng ăn phải gan báo hay thế nào, nàng dĩ nhiên không lộ ra dù chỉ là nửa điểm sợ hãi, mà lại lộ rõ dáng về tỉnh táo. Nàng cười đến thanh nhã, tay khẽ đưa lên, vuốt ve tóc mai rồi mới chậm rãi nói, đây là dơm giả, phu quân sẽ không đến nỗi nhìn không ra chứ. Ngồi edit đoạn này mà lạnh cả người. Có lẽ Phượng cô cũng không ngờ vãn thanh lại lớn mật như thế dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Dù sao đi nữa, cũng chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói chuyện với thái độ đấy, nếu đổi lại là người khác, lúc này chỉ sợ sớm đã sợ đến vỡ gan, làm sao có thể bình tĩnh nói rành mạch từng chữ rõ ràng như thế hơn nữa hắn thấy nàng ngày thường cũng là cái bộ dáng này, không khỏi cảm thấy cần phải quan sát chăm chú hơn. Vì vậy khẽ nghe đôi phượng nhãn nghe hay hơn mắt phượng, ngôn ngữ càng sắc bén, ta đương nhiên biết đây là dơm giả, nhưng trong vòng bán kính 500 dặm không có cây dơm nào, tại sao trên người ngươi lại có sợi dơm? Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Đúng là trong vòng bán kính 500 dặm không có cây dơm nào. Vãn thanh cũng dùng thái độ dứt khoát, nhìn hắn, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt phun ra câu trả lời, sợi dơm này là từ một cái miếu đổ rất xa đây. Hắn cho là nàng sẽ một mực che giấu chuyện đã xảy ra, không thể ngờ, nàng chẳng thèm giấu giếm chút nào. Giờ này khắc này, thông minh nhất là ăn ngay nói thật, có gì nói nấy. Mà nàng, vừa may lại là một người thông minh. Gia nhất định đoán không ra thiếp thân như thế nào lại đến một cái miếu đổ cách đây rất xa. Nàng cố ý hỏi hắn, cũng không đợi hắn trả lời, lại tự động nói tiếp, đó là bởi vì, thị vệ của người ngủ say quá, dĩ nhiên không biết, thiếp thân bị người ta bắt cóc. Nàng nói xong khinh miêu đạm hỏa, như thể thật sự tin mình bị bắt cóc vì thị vệ ngủ quá say. Nhưng ai cũng hiểu được rõ ràng ý tứ nàng ám chỉ, đó là đang nói, thủ vệ của Phượng gia quá kém cỏi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 27, tàn nhẫn người. Thất thân làm thiếp, bị bắt cóc đi nghe vãn thanh nói phượng cô giật mình hỏi thoáng chút ngạc nhiên đúng là kiểu không biết chuyện gì xảy ra phu quân nói không sai ta đúng là bị người khác bắt đi vãn thanh nhẹ nhàng nói ánh mắt nhìn thẳng vào hắn là ta nghe nhầm người chắc là đang nằm mơ rồi nếu như ngươi bị người bắt đi thì sao giờ phút này còn bình yên ở chỗ này hắn rất lạnh lùng nói ra câu nói kia vãn thanh không hề nghĩ tới hắn bỗng nhiên lật giọng như thế dù sao nàng cũng không xảo trá không thông minh như hắn. Khó tránh khỏi việc chúng mưu kế của Phượng Cô. Đó là bởi vì kẻ bắt cóc nọ lại thả ta trở về. Nàng nói, nhưng cũng tự biết được rằng câu nói kia chắc chắn sẽ không ai tin nàng. Có kẻ nào bắt cóc người rồi lại thả trở lại thế này không? Phượng Cô cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ trào phúng, cũng có thể như thế, nhưng kẻ bắt cóc kia là vì mục đích gì? Vì lẽ gì bắt ngươi xong lại thả ngươi về? Thật đúng là làm khó cho suy nghĩ của người ta rồi cũng có thể nói kẻ bắt cóc kia là người vô công nhàn rỗi, chơi trò bắt cóc người khác chăng. Vãn Thanh bình tĩnh nhìn hắn, nàng biết, dù nàng có giải thích thế nào hắn cũng sẽ không tin nàng, chi bằng chẳng phí lời nữa. Phượng cô vốn dự định truy hỏi nàng cho bằng được, nàng cần phải nói thế nào để cho hắn tin nàng. Kẻ bắt cóc có mục đích gì thì thiếp cũng không biết rõ lắm, thiếp chỉ có thể nói với người rằng thiếp thật sự là đã bị người ta bắt đi, nếu như ra không tin thì đành coi rằng Thiếp nằm mơ ác mộng vậy, dù sao, Thiếp cũng đã bình yên trở về, những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa. Nói liền một mạch, trong lòng nàng không biết liệu hắn nghĩ sao, Phượng cô nếu cho qua dễ thế hắn sẽ không một mực truy hỏi. Nàng xem tình hình, việc nàng bị bắt lần này tựa hồ như đã được xếp đặt rất tốt. Chỉ sợ rằng, việc nàng trở lại là điều mà hắn hoàn toàn không muốn. Việc nàng quay trở lại được là chuyện ngoài ý muốn, làm vỡ cả kế hoạch của hắn. Phượng cô mặt liền biến sắc, lôi vãn thanh lại trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói, người miệng lưỡi thật sắc bén đấy, chỉ bất quá, chuyện ngươi nói như là trong tiểu thuyết vậy, tiểu thiếp của ta đêm hôm khuya khoát bị bắt cóc đi rồi lại bị kẻ bắt cóc vứt bỏ trở về, nếu việc này truyền ra ngoài, ta biết để mặt mũi đi đâu. Tuấn nhan của hắn khẽ nhăn, nhìn vãn thanh thống hận tới cực điểm. Vãn thanh cất lời, thanh âm càng lúc càng lạnh lùng, những lời của người có ý tứ gì lời của hắn là có ý tứ gì chứ hắn rõ ràng nói rằng nàng là hồng hạnh vượt tường đi gian díu với người khác mẹ ơi pc huynh ngày càng quá thể những lời này nói ra không khỏi gọi lên trong nàng tràn đầy hận ý hắn muốn dồn nàng đến đường cùng mới hài lòng hay sao nhiều lần khiến nàng gặp tai họa như thế mới khiến hắn cảm thấy vui vẻ hay sao nàng không có phong hoa tuyệt đại ám chỉ sự lăng nhăng gian dâm hắn ép nàng phải nhận tội lỗi mà bản thân nàng không làm sao hắn muốn lăng nhục nàng tại sao lại như thế chẳng lẽ không đúng sao tiện nhân thì vẫn là tiện nhân thôi có chuyện gì mà không làm được chứ xem ra ta không làm ngươi hài lòng nên ngươi nửa đêm chạy đi hẹn hò phải không hắn tàn nhẫn nói a tẩy chay pc huynh quá lắm rồi nói cho ngươi biết ta không có cùng nam tử đi ra ngoài hẹn hò Thượng quan Vãn Thanh ta trong sạch có thiên hạ làm chứng, ta nói thế nào ngươi cũng không tin, thế ta cũng không cần phí lời. Nàng không thể ngờ tới hắn lại tàn nhẫn đến mức độ như thế này. Lời lẽ như giao thế mà hắn cũng có thể nói ra sao? Trong sạch, hắn hừ lạnh một tiếng, dùng sức nắm mạnh cánh tay của nàng. Nàng hoán lên một tiếng lớn vì đau đớn. Tay Vãn Thanh bị hắn nắm đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra, nàng cố gắng cắn chặt răng để không cho nước mắt rơi nàng tuyệt đối không bao giờ rơi nước mắt trước mặt hắn không bao giờ để lộ vẻ nhu nhược trước hắn được lời ngươi nói thật hay ngươi có còn trong sạch hay không ai chẳng biết những chuyện thiên hạ rèm pha về ngươi vãn thanh nhìn về phía hắn trong mắt một tia lạnh nhạt sau đó lạnh lùng mở miệng rèm pha về ta chỉ sợ ra là người rõ nhất cần gì phải đả thương người khác như thế nói thẳng ra chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đều bất hảo sao ngươi muốn chết ư hắn cuồng bạo lôi tay nàng đi, làm nàng lảo đảo ngã nhào trên mặt đất. Vẫn không chịu buông tha cho nàng, hắn tiếp tục kéo nàng đi. Song Nhi đứng bên không thể nhịn được nữa, chạy tới trước mặt vãn thanh ngăn cản Phượng Cô, không được làm hại tiểu thư. Phượng Cô không ngờ tới rằng một nô tỳ hèn mọn như Song Nhi lại dám đến trước mặt hắn ngăn cản hắn. Đồ tiện tì, Phượng Cô đảo người một cái, đưa tay đẩy cả người Song Nhi bay ra ngoài trướng. Vãn thanh chỉ nghe được một tiếng ầm lớn bên ngoài, lòng nàng đau nhói lên, kinh hãi hết, song nhi. Nàng muốn đi ra ngoài cũng không được, phượng cô đưa tay bóp chặt cầm nàng khiến nàng phải ngừng đầu nhìn hắn. Trong mắt nàng hiện lên một nỗi cừu hận, sự hận thù sâu sắc chưa bao giờ có. Hắn có thể làm tổn thương nàng nhưng không được làm tổn thương song nhi. Song nhi, trên đời này trừ mẫu thân ra thì người thân thiết nhất với nàng chính là song nhi. Nam nhân này nàng sẽ hận hắn cả đời, nàng sẽ nguyền rủa hắn cả đời. Đau lòng sao, nhìn ánh mắt oán hận của nàng, hắn khẽ khàng hỏi. Kỳ thật, hắn vừa rồi hạ thủ lưu tình, không dùng nhiều công lực, nhà đầu kia nhiều nhất cũng chỉ đau nhẹ mình mẩy, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì lớn. Phượng cô, ta hận ngươi, hơi thở mùi đàn hương bay ra từ trong miệng vãn thanh, nàng oán hận nói. Vậy là đã có cao trào, ha ha, chờ mãi. Sao, Hận ta ư? Ngươi không nhịn được nữa rồi sao? Muốn hận ta sao? Nói cho ngươi hay, ta chính là phu quân của ngươi, là phu quân cả đời của ngươi. Oán hận ta ư, chẳng phải là rất buồn cười sao? Giọng điệu của hắn không có chút nghiêm túc nào, trong mắt cũng hiện lên sự khiêu khích. Nam nhân này, tàn nhẫn đến mức này ư? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là an phận với vị trí của mình đi, nếu ta biết được ngươi phản bội ta, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thế nào là sống không bằng chết hắn thả nàng ra ngón tay thon dài không chút ôn nhu nào lướt qua đôi môi hoa đã trắng bệch của nàng phượng cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời như thế đột nhiên biết nàng bị bắt đi cũng đã biết người bắt nàng đi là tà phong chỉ có một điểm hắn không hiểu là tại sao tà phong lại mang nàng trở về hắn tự nhiên nghĩ nhất định là nàng dùng sắc đẹp để mê hoặc tà phong nghĩ đến đó hắn cảm thấy lừa giận không tìm được. Hắn không hiểu tại sao lại có chuyện như thế, có phải là nàng cùng người khác cấu kết không? Hắn không muốn thừa nhận trong lòng hắn có một chút động thân, có lẽ do nàng là tiểu thiếp của hắn, hắn chỉ vì danh dự mà thôi. chương 30, Cường tự diễn chó. Thất thân làm thiếp. Hồng Thư bị Phượng cô kêu đi một lúc, đến khi trở về, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hương phấn nói, nhị phu nhân, ra nói, từ lúc này trở đi, Nô Tỳ sẽ chiếu cố ngài thay cho Song Nhi." Vãn Thanh cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn cũng có lúc đối tốt với nàng sao? Tại hắn cảm thấy cắn rất lương tâm sau khi ngược đãi nàng, hay là hắn có dụng ý khác? Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn cùng ông lão vui vẻ nói chuyện, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Bất quá mặc kệ như thế nào, cuối cùng có hồng thư hỗ trợ nàng, nàng cũng không đến mức quá mức bất lực, tốt nhớ ra người đi sau từ nãy đến giờ không vui vẻ được một giây một phút là song nhi vì vậy vãn thanh quay đầu lại nhìn về phía song nhi tốt lắm song nhi nãi nãi của ta người cũng đừng một mực bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng đấy khó coi chết đi được nhìn nơi này sơn thanh thủy tú dân phong chất phác thật là một địa phương tốt tiểu thư nhà ngươi muốn ở lại nơi này còn không được ngươi thì ngược lại vẻ mặt không chút vui vẻ thật đúng là làm cho người khác mất hứng Vãn Thanh vừa cười vừa nói. Tiểu thư biết nguyên nhân của Song Nhi mà. Song Nhi nghe xong than thở há miệng, không tình nguyện nói. Song Nhi là thật sự không yên lòng về tiểu thư, thấy người đứng đằng kia, nàng đã sợ đến nổi da gà. Tiểu thư một thân một mình đi cùng hắn, Song Nhi làm sao yên tâm được. Nhưng tiểu thư nói không sai, có nàng bên người, cũng vô dụng như không có, nàng chỉ là một nha hoàn bình thường, căn bản không có khả năng bảo vệ tiểu thư nàng từng hy vọng có thể xuất hiện một người giống như thiên thần hộ mệnh có thể bảo vệ tiểu thư giúp tiểu thư không còn phải chịu những tháng ngày đau khổ nữa song nhi ngươi đừng lo lắng nhị phu nhân có ta chiếu cố chỉ cần hồng thư ta còn ta nhất định sẽ bảo vệ nhị phu nhân bình an hồng thư đứng bên cạnh xúc động nói song nhi nhìn về phía nàng một hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào làm cho người ta không đoán được song nhi đang nghĩ cái gì bất quá vãn thanh cũng hiểu điều khiến song nhi lo lắng là sợ nàng bị phượng cô khi dễ mà hồng thư lại là nha hoàn phượng cô cho nên song nhi đối với lời cam đoan của hồng thư căn bản không chút tin tưởng trầm mặc một hồi song nhi mới cất tiếng vừa nhìn chăm chú hồng thư vừa hỏi nếu như tiểu thư bị ra khi dễ người có thể giữ được sao người nguyện ý vì tiểu thư mà đối kháng với ra nghe câu này vãn thanh cũng thấy run sợ Song Nhi như thế nào liền lại dám hỏi trực tiếp cơ chứ? Nhìn ánh mắt chăm chú mà đanh thép của Song Nhi, Vãn Thanh thật không biết nói gì bây giờ. Chỗ này chỉ đề là nàng, cũng không biết là Vãn Thanh hay Hồng Thư. Nhưng trong lòng lại có trăm ngàn cảm động, giống như thủy triều dâng lên. Kỳ thật cái vấn đề này, không cần hỏi, nàng cũng có thể đoán được, Hồng Thư không trả lời được, bởi vì trong lòng Hồng Thư, cho đến giờ phút này, gia là người quan trọng nhất. Cái này chỉ cần là người có mắt, đều dễ dàng nhận ra. Mà Hồng thư trung thành với chủ không có gì là sai trái, huống hồ, ngay cả nàng nếu muốn đối kháng với Phượng cô, thật đúng là châu chấu đá xe. Vãn Thanh kéo tay Song Nhi, nhẹ nhàng mà nói, "Song Nhi, ta biết ngươi là lo lắng cho ta, nhưng ngươi hỏi vậy đúng là làm khó Hồng thư, ngươi muốn Hồng thư phải trả lời thế nào bây giờ?" Phượng cô là chủ nhân của nàng, nàng trung thành với chủ nhân không có gì sai cả, thử nghĩ mà xem nếu là ngươi, có người muốn ngươi đối kháng với ta, ngươi nguyện ý sao? Vãn thanh nói như vậy, chỉ hy vọng song nhi có thể hiểu. Tiểu thư, không giống nhau, ngươi thiện lương như vậy. Còn hắn, song nhi vừa nghe, vội vàng nói. Vãn thanh vươn bàn tay trắng nón, bịt miệng song nhi tốt lắm, không biết giữ mồm giữ miệng, tránh nặng nương nhẹ gì cả, càng nói càng quá, chuyện gì có thể nói mới được phép nói. Cái gì không được nói thì đừng nói nữa. Vãn Thanh cầm tay Song Nhi, nhìn gương mặt lo lắng của Song Nhi, từ từ nói: "Nhớ kỹ ta đã từng nói với ngươi, ở trên đời này, mỗi người đều có vận mệnh của mình, không ai có khả năng trợ giúp ai, chỉ có thể tự mình cố gắng, mới có thể đi tìm vận mệnh của chính mình. Hùng thư cũng tốt, ngươi cũng tốt, nhưng không có người nào trong hai ngươi có thể thay ta đi hết cuộc đời này, nếu có chỉ có bản thân ta tự mình cố gắng, mặc kệ quá trình như thế nào, mặc kệ kết cục như thế nào, cũng chỉ là vận mệnh của một con người mà thôi." chỉ có bản thân tự mình trải qua, mới có thể hiểu được tư vị của nó. Các người cũng có vận mệnh của chính mình, cũng chỉ có các ngươi mới có thể cảm nhận được vận mệnh của riêng mình. Đoạn này dối quá, bà con thông cảm ti ti. Thanh âm của vãn thanh rất nhẹ nhàng, mang theo một chút mê người, là muốn nói cho xong nghi nghe, cũng là muốn tự thuyết phục bản thân, thật chẳng khác gì lừa phỉnh bản thân. Không chỉ xong nghi nghe thấy ngạc nhiên, Hồng Thư cũng thấy ngạc nhiên y hệt, chưa có ai nói với hai người những câu tương tự. Trong tư tưởng của hai người, các nàng thân là nô tỳ, chỉ là vì chủ tử mà sinh tồn, làm sao có thể nghĩ bản thân cũng có một vận mệnh riêng, còn có thể tự tìm con đường đi khác, còn có thể có số phận khác. Nhị phu nhân giải thích thật đặc biệt, khó trách Phượng thiếu chủ đưa người đi cùng. Lúc này, ông lão nói chuyện với Phượng cô đột nhiên đi tới. Vãn Thanh Nhập Tâm nói chuyện, không để ý xung quanh, không nghĩ tới lão ông đến đây còn có phượng cô dĩ nhiên đứng đây từ lúc nào mặt của nàng nhất thời trắng bệch rồi sau đó chuyển sang xanh lét kỳ thật cả ngày hôm nay nàng và phượng cô mỗi người một xe vãn thanh cố ý tránh xa hắn như vậy hoàn toàn là vì sợ hãi nam nhân tàn bạo này nàng đối với hắn là vừa sợ vừa hận chỉ sợ rằng thế gian này người mà nàng hận nhất chính là hắn nàng thậm chí cảm giác được hắn không phải người mà là ma quỷ của địa ngục bởi vì người bình thường luôn có cái gọi là thất tình nhục dục không như hắn một chút cũng không có chỉ có lạnh lùng tàn nhẫn không thượng quan vãn thanh ngươi tuyệt đối không thể ở trước mặt của hắn tỏ ra yếu thế vĩnh viễn phải tỏ ra dũng cảm sinh tồn đấu tranh mặt nàng cứ hết trắng bệch rồi lại xanh lét cuối cùng cố nén mọi cảm xúc trở lại vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng trước kia không nhìn hắn nữa hướng về phía ông lão ôn nhuận cười một tiếng thanh nhã như hoa cúc thuận miệng nói bừa khiến lão bá che cười. nàng vốn định giải thích kỳ thật phượng cô mang nàng đi theo không phải vì hắn thích nàng mà là bởi vì phượng lão thái nãy yêu cầu. nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên giữ mồm giữ miệng im lặng là vàng. dù sao nói như vậy tức là tự vạch trần quan hệ vô tình vô nghĩa của bọn họ. sao lại nói là nói bừa? lão phúc ta sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe thấy sướng hay khổ đều là thưởng thức vận mệnh của chính mình lão Phúc này là quản gia của Phượng Phương tại Song Phúc Trấn, một ông lão hàm hậu, tóc bạc trắng, dâu dài, bề ngoài giống như lão Sơn Dương bình thường, có vẻ hòa ái dễ gần. Ông lão nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Phượng cô, Phượng gia A. Con dâu này của ta, ta thấy tốt lắm, cần phải thật tốt quý trọng A. À? Kỳ thật lão Phúc chỉ cần nhìn thấy sắc mặt vãn thanh khi thấy Phượng cô là biết ngay quan hệ của hai người bọn họ không tốt chút nào nhưng lão lại thấy nữ tử này nói những điều người khác không nghĩ được không tầm thường như nữ nhân khác không dễ kiếm chút nào lão phúc chỉ cần ngươi nói tốt ta nhất định hảo hảo quý trọng phượng cô khóe miệng khẽ cười quay sang lão phúc vừa cười vừa nói sắc mặt vui vẻ ôn nhuận như ngọc nam nhân này đẹp trai như vậy chỉ cần hắn cười người ta nhất định bị hắn bắt mất ba phần hồn nhưng có ai ngờ hắn lại là một người tàn bạo vô lương lại dùng nụ cười của mình che giấu tâm địa độc ác khiến người khác nhìn không ra dù chỉ là nửa phần ác ý. Lúc hắn nói đến hai chữ quý trọng, còn hướng về phía Vãn Thanh, mang theo sự trào phúng trong thái độ. Vãn Thanh chẳng lẽ lại không nhận ra, nhưng không tỏ thái độ gì bất mãn, chỉ khẽ cười một chút, giống như thiếu nữ thẹn thùng, ra vẻ đồng ý với hắn. Thật không biết lão phúc này rốt cuộc là người phương nào, chắc chắn không thể đơn giản như lời Hồng thư kể, chỉ là một lão nông có thể làm cho Phượng cô đối đãi đặc biệt như vậy, làm sao có thể là người đơn giản chứ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 28, gây sợ hãi cho Song Nhi. Thất thân làm thiếp, lời vừa nói xong, Phượng cô liền dẫn Hoàng Kỳ đi ra ngoài. Vãn thanh gục trên mặt đất, hai mắt nhìn ngoài cửa, toàn thân chỉ là một mảnh lãnh thanh. Nàng không nghĩ tới, nam nhân này lại là người tàn nhẫn đến vậy. Trong đôi mắt đẹp, không có lệ chỉ có sự quật cường nhằm đè nén sự sợ hãi vào trong đáy lòng. Đứng lên, dùng sức phủi sạch bụi bặm trên quần áo, phảng phất như muốn phủi đi những khuất nhục đã phải chịu đựng. Đang muốn đi ra ngoài tìm Song Nhi về, thì đã thấy Song Nhi lảo đảo trở về, tóc mai một mảnh lăng loạn, đầm đìa nước mắt, bởi vì té ngã trên mặt đất, ống tay áo rách toạc ra. Toàn thân nhìn vô cùng thê thảm. Trong mắt Song Nhi, tất cả đều là sợ hãi, đó là sự sợ hãi từ rất sâu trong lòng, nỗi sợ hãi không gì giải thoát được vãn thanh vội đứng dậy gắt gao ôm lấy song nhi song nhi thật sự bị dọa phát sợ song nhi trước kia chưa từng gặp qua người như vậy song nhi từ nhỏ đi theo vãn thanh thượng quan hoàng tuy là nghiêm nghị thật ra cũng không đối xử tệ với hạ nhân mà phượng cô này không nói không rằng một tay ném bay người song nhi hai tay vãn thanh run nhè nhẹ không biết vì xúc động do muốn bảo vệ song nhi hay là bởi vì toàn thân song nhi đang run rẩy song nhi đột nhiên hướng nàng mà khóc giọng đứt quãng tiểu thư tiểu thư ta rất sợ a à? ta rất sợ a à? ngoặc kép. vãn thanh nhẹ nhàng vỗ vai nàng chớ sợ chớ sợ tiểu thư sẽ ở bên cạnh ngươi khóc một hồi cuối cùng song nhi cũng ngủ mãi cho đến hừng đông vãn thanh vẫn ngồi ôm nàng bởi vì chỉ cần vãn thanh hơi lòng tay song nhi liền giật mình khóc nhất định song nhi trong giấc mộng cũng không an ổn vì vậy vãn thanh chỉ còn cách ôm song nhi cả đêm mặt trời đã lên cao lúc này hồng tư đi đến sắc mặt không tốt nhẹ nhàng mà nói nhị phu nhân khởi trình ân vãn thanh nhỏ giọng trả lời lắc lắc song nhi đang ôm trong lòng chỉ thấy song nhi mở tròn mắt trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi không che giấu được song nhi sợ hãi hỏi làm sao vậy thanh âm mang theo sự hoảng loạn tột độ vãn thanh chỉ cười nhạt chúng ta khởi trình nghe vãn thanh nói thế xong nhi mới yên tâm ngồi xuống chăm chú nhìn phía sau hồng thư vãn thanh biết song nhi vô cùng sợ phượng cô vãn thanh suy nghĩ một chút rồi quyết định vỗ vỗ lên tay song nhi song nhi đừng sợ ân song nhi đáp lời nhưng đôi mắt vẫn run rẩy như nai con lạc mẹ ngó nghiêng xung quanh vãn thanh quay sang hỏi hồng thư hôm nay chúng ta đi đâu vậy nếu đi nhanh thì trời vừa tối có thể tới được trấn nhỏ phía trước Hồng Thư không giải thích được, nhìn về phía Vãn Thanh. Nơi đó có sản nghiệp của Phượng ra sao? Vãn Thanh hỏi, nàng đương nhiên biết, khắp cả Vân Quốc, sản nghiệp của Phượng Vũ Cửu Thiên là nhiều nhất, cơ hồ ba chấn thì ít nhất một chấn có sản nghiệp của Phượng Vũ Cửu Thiên. Chúng ta ở nơi đó có một ngân hàng tư nhân, còn có một gian ti phường, hình như liên quan đến vải vóc tiểu thư hỏi để làm gì. Hồng Thư rốt cục cũng nhịn không được phải hỏi, đoạn này thực sự hầu như toàn là nàng, Ta phải suy luận để thay tên riêng vào cho dễ hiểu, chỗ này cũng thấy mâu thuẫn, nếu là Hồng thư sẽ gọi Vãn Thanh là phu nhân, nhưng Song Nhi thì không thể biết rõ ràng chuyện sản nghiệp của Phượng gia như thế. Vãn Thanh nhẹ nhàng nắm bàn tay Tê dần, cười nhẹ, ta định tạm thời để Song Nhi ở lại đây, khi nào quay lại sẽ mang theo nàng trở về. Dù sao nhìn Song Nhi bộ dạng thế này, nàng hoàn toàn không đành lòng, hơn nữa sau này nói không chừng còn xảy ra những chuyện khủng khiếp hơn phượng cô là loại người tàn nhẫn như thế nào không ai không biết khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện kinh khủng hơn thế nàng không thể để cho song nhi bởi vì nàng mà liên lụy ta không muốn rời tiểu thư song nhi nghe được vãn thanh nói muốn để nàng lại đậy sợ hãi kêu lên song nhi ngốc chỉ là tạm thời để ngươi ở đây lúc ta trở về sẽ lại đưa ngươi đi theo hơn nữa còn tránh cho ngươi bị thương tổn vãn thanh khuyên nhủ tiểu thư song nhi biết người là muốn tốt cho song nhi nhưng phượng thiếu gia hắn là con người tàn bạo như thế, để lại tiểu thư một thân một mình, song nhi không yên tâm. Song nhi vừa nói vừa khóc, cả người cũng run rẩy tiểu tụy. Song nhi ngốc, vãn thanh cảm động vỗ nhẹ lên trán song nhi, người nghĩ đi, ở đây đã có nhiều người hầu hạ ta ngươi không cần lo lắng, hơn nữa hắn chắc không đến nỗi không để mặt phượng lão thay thái, thái, chắc không làm gì quá đáng với ta được, cho nên, ngươi phải an tâm sống ở nơi này, ít nhất sẽ không khiến ta phải lo lắng vãn thanh nói xong cười an ủi song nhi kỳ thật lý do như thế chính vãn thanh cũng cảm thấy gượng gạo phượng cô là con người như thế nào làm sao có thể vì một câu nói của phượng lão thái thái mà đối xử tốt với nàng nhưng nếu không nói như vậy làm sao có thể khiến song nhi yên tâm ở lại nơi này ai ngờ song nhi cũng không phải người ngu ngốc để mà dễ dàng tin cái lý do gạt người mà vãn thanh bịa ra phượng thiếu ra tàn nhẫn như vậy làm sao có thể vì nề mặt phượng lão thái thái mà đối xử tốt với tiểu thư. Tiểu thư, song nhi đi theo bên cạnh người, mặc dù không thể bảo vệ người, nhưng ít nhất cũng có thể chăm sóc người. Song nhi khẩn thiết cầu xin. Song nhi, nghe ta một lần, ở lại đây. Qua một lúc, cuối cùng thân thể của vãn thanh đã hết tê, liền chậm rãi đứng lên. Thanh âm của vãn thanh trong trèo lạnh lùng mà kiên định, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Vãn thanh biết, nàng nếu như không tỏ thái độ kiên quyết, Song Nhi sẽ không nghe lời. Tiểu thư, nghe được ngữ khí của tiểu thư, Song Nhi biết tiểu thư đã hạ quyết tâm, nhưng Song Nhi thật sự không dám để vãn thanh một thân một mình ở cùng một chỗ với phượng cô. Song Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, tiểu thư nhà ngươi là người có thể để người khác dễ dàng bắt nạt sao. Vãn thanh đặt tay lên vai Song Nhi, thuyết phục Song Nhi. Thật sự không thể để cho Song Nhi đi theo, lần này chỉ là đánh bay ra khỏi cửa, lần tiếp theo sẽ như thế nào? Sẽ văng đến đâu, khó đảm bảo sẽ không nguy hại đến tính mạng, khi đó bảo vãn thanh đối mặt như thế nào? Hơn nữa giang hồ nguy hiểm, mang theo song nhi, chỉ sợ cũng khó giữ được an toàn, chẳng bằng. Để song nhi ở lại nơi này, như vậy, ít ra nàng cũng có thể yên tâm một chút. Nhưng tiểu thư, phượng thiếu ra như thế, song nhi còn muốn nói cái gì, chỉ thấy hồng tư đột nhiên che miệng, nháy mắt ra hiệu với các nàng vãn thanh không rõ, liền thò đầu ra ngoài xem. Hóa ra là có người đến, cũng may có hông thư cảnh cáo cho nàng, nếu không phải hông thư là người luyện võ thính giác hơn người, chỉ sợ song nhi phen này nói vô tâm lại để người hữu tâm nghe được, thật là muốn chọc giận kẻ nào đấy. Vãn thanh đanh mặt lại, vì đang ngồi trên xe ngựa nên sẽ không nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn, song nhi, nếu còn coi ta là tiểu thư của ngươi, việc này đừng nói nữa, mau làm theo quyết định của ta. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ bình an trở về gặp ngươi. Song Nhi suy nghĩ, nhìn Vãn Thanh hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Chương 29, Mi Nhan Kho Ga. Thất thân làm thiếp, đi suốt cả một ngày, cuối cùng cũng đến thị trấn, tuy là một trấn nhỏ nhưng lại tập trung rất nhiều nhà giàu có. Lúc đoàn người đến nơi trời cũng đã vừa tối, trong ánh đèn, cả thị trấn mờ ảo nhìn vô cùng thơ mộng. Mọi người trong trấn ăn mặc thập phần chỉnh tề, khéo léo, không ít người mặc cầm bào. Hành tàu rất vội vàng, tựa hồ rất bận rộn. Vãn thanh cảm thấy rất kỳ quái, thôn này cách đại thành khá xa, hơn nữa cũng không thuộc tuyến đường chính, không liền với chấn nào cả, lẽ nào chỉ có một số nhóm người mà có thể giàu có thế này. Đúng lúc có một chiếc xe ngựa đi ngược chiều, nàng thuận miệng hỏi, xem chừng ở chấn này đều là người giàu có, chỉ không biết ở đây họ làm nghề gì. Nàng vừa hỏi nha hoàn xong, chỉ thấy cách đó không xa phía trước, Phượng cô hốt nhiên quay đầu nhìn lại phía nàng, trong mắt hiện tên một chút tán thưởng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, như lưu tinh xẹt qua đôi mắt Phượng, ngay sau đó hắn quay đầu trở lại tiếp tục đi về phía trước. Hồng Thư vừa nghe vãn thanh hỏi, cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt mở thật lớn, nhị phu nhân quả có mắt nhìn mọi thứ, vừa nhìn đã biết thị trấn này có điểm gì khác biệt. Vãn thanh cười một tiếng, kỳ thật chỗ này cũng đâu có gì là khó nhìn ra chứ. Nàng nói như thế có gì là lạ đâu nhị phu nhân, nhìn chỗ này đây. Hồng Thư nói xong chỉ tay về mảnh đất rừng không xa, một mảnh đất rộng lớn, không giống như rừng cây bởi cây trồng theo hàng lối. Hơn nữa, cũng không có nhiều cơ cổ thụ, SNFS như là một nông trại. Bất quá, điều này thì có gì là kỳ lạ a? Thị trấn nhỏ, giao trồng lâm canh là điều cực kỳ phổ biến. Mà nếu như nói chỉ gieo trồng lâm anh mà khiến cho thị trấn giàu có cũng không đúng, bởi nếu nói nơi này dù có trồng trọt được nhưng việc vận chuyển đi nhất định gặp nhiều khó khăn. Trong lòng nàng thầm đoán, hoàn toàn không phải là cây cổ thụ nhưng cũng không phải nông sản bình thường, có điều tuyệt nhiên không thể đoán ra là gì. Đây không phải là cây trồng thu quả bình thường, nàng thử dò xét hỏi. Nhị phu nhân thực thông minh, mảnh đất này đích xác không phải trồng cây lấy quả, đây là vật nổi danh ở chấn này cây bông, toàn bộ người dân ở đây trồng bông mà sống. Ở đây 10 tháng trong năm có thể trồng bông, nơi này khí hậu thập phần khô giáo, quanh năm nhiệt độ thích hợp cho cây bông phát triển nên sản lượng rất cao, sợi dài, phẩm chất vô cùng tốt. Nơi này xuất phát là một phường vải nhỏ của Phượng Vũ Cửu Thiên, hôm nay đã là nơi cung cấp bông vải tốt nhất Vân Quốc. Hồng Thư chậm rãi giải, giải thích, trong lời nói tràn đầy sự sùng kính. Không cần phải nói, Vãn Thanh cũng biết rõ sự sùng kính ấy của nàng là dành cho Phượng Cô. Nhưng nàng một mực không rõ, Phượng cô là một người lãnh khốc, không thể hiểu vì sao có thể làm cho những hạ nhân này luôn sùng kính hắn, tôn thờ hắn, trung thành nhất mực với hắn. Nhìn cặp mắt sùng kính kia của Hồng Thư, tựa hồ như nàng đang sùng kính thần thánh. Trong lòng vãn thanh quả thật có điểm không rõ. Thì ra là thế, khó trách ta đang thắc mắc trang phục của người nơi này rất sang trọng, còn đang suy nghĩ tại sao chỗ này cách xa kinh thành như vậy lại có thể giàu có đến thế, nguyên nhân là thế này à. Vãn thanh nhẹ nhàng gật đầu nói hướng ra nhìn lại mảnh đất vừa rồi, tuy rằng đất đai rộng lớn, thiên thời địa lợi nhưng quá hẻo lánh, không thể phát triển được, như thế nào lại trở nên sầm uất thế này. Kỳ thật 3 năm trước đây, chấn này không thể sầm uất như thế này, tuy rằng trước đây cũng gieo trồng cây bông nhưng không có phường chế tác, nên cây bôn bán ra giá rất rẻ mạt, cơ hồ chỉ đủ cho cuộc sống hàng ngày. Tất cả đều là nhờ ra, mở phường vài chỗ này, thu mua toàn bộ chỗ cây bông ở chấn này, chế tác thành vài bông hào hạng vì thế mà chấn này mới có ngày hôm nay hồng thư nói qua cho vãn thanh biết về việc buôn bán của phượng cô thủ đoạn buôn bán của phượng cô thật là cao minh cái này vãn thanh hồi còn ở khuê trung thường xuyên nghe nói nghe nói chỉ cần hắn có ý định thì nhất định sẽ làm được cho nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể đứng lên bậc nhất nhì vân quốc trở thành thủ phủ không ai có thể địch được chỉ có điều hắn không những thủ đoạn khôn lường không ai ngờ được mà lòng giả cũng độc ác khiến người khác sợ hãi. Tỉ mỉ ngẫm lại, không biết bao nhiêu người qua tay hắn mà trắng tay, khuynh ra bại sản. Đúng lúc này, bọn họ chạy tới một cửa hàng trên phố, ngẩng đầu nhìn, trên biển hiệu của Phượng Phường là hai chữ Phượng Vũ, nét chữ rồng bay Phượng Múa. Là khoản chỗ đề tên người viết là hai chữ Phượng Cô. Thật không thể ngờ, ở cái chấn nhỏ xa xôi này, lại có thể nhìn thấy chữ viết của hắn, cũng là tự nếu như nhân, quả là chữ hệt như người, khoe khoang vô cùng. Nét chữ sắc bén, làm cho người ta vừa nhìn liền có thể liên tưởng đến bộ dáng vô cùng tàn bạo của hắn. Nàng cùng Phượng cô cách khá xa, chỉ thấy được một vị lão ông đang tiến lên chào hắn, hơn nữa xem ra tâm tình tựa hồ thập phần kích động và hưng phấn. Càng khó tin hơn là, người đấy thân mật nắm lấy hai tay của Phượng cô. Nhìn cảnh như thế khiến Vãn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ đáng tiếc là nàng ở cách xa không thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, cũng không biết sốt cục hai người có quan hệ gì mà ông lão lại có thể nắm lấy hai tay phượng cô thân mật như thế. Không biết giờ phút này vẻ mặt phượng cô như thế nào? Phải chăng là vẻ mặt lãnh khốc ư? Đáng tiếc rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà hiu quạnh của hắn thôi. Hồng Thư là người vốn am hiểu, nhìn thấy ánh mắt đó của Vãn Thanh liền chủ động giải thích, lão ông đây là người quản lý chấn này, nguyên là một nông hộ, hiện tại làm việc ở Phượng Phường để mưu sinh. Năm đó lão ông gặp ra lúc đi vào thành để đổi vải lấy một vài thứ, qua nói chuyện sinh ra y nên chế biến bông vải ở chấn này. Nói về quan hệ giữa hai người cũng có một đoạn sâu xa. Đang tỉ mỉ kể cho vãn thanh thì phía trước thanh âm của Hoàng Kỳ lạnh lùng truyền đến, Hồng Thư, người đang làm cái gì vậy, ra đang đợi ngươi. Hồng Thư vừa nghe, quay về phía vãn thanh, vẻ mặt có chút ấy náy, nhị phu nhân, ra cho gọi nô tỳ, nô tỳ xin phép đi trước. Ân, người đi đi, vãn thanh cười gật đầu. Vãn thanh đưa mắt nhìn về phía phượng cô, bắt gặp ánh mắt hắn, nàng liền coi như không có, lãnh đảm đưa mắt sang chỗ khác, giống như lơ đãng. Khóe miệng vốn đang khẽ cười lúc này lại khôi phục trạng thái cũ, không còn ý cười khi nãy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn